đã được chuẩn bị cho chúng con rồi. Nên chúng con tạ ơn Ngài. Vì em con sắp sửa muốn ra đi để truyền giáo ở tại Đài Loan, ở những nơi mà Chúa Ngài sai phái. Nên này Chúa, chúng con cầu nguyện Chúa Ngài ban cho em con một thân thể khỏe mạnh để có thể chuyển tải sứ điệp tốt đẹp mà Chúa Ngài đã định cho, để có thể bước đi ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con lạy cùng Ngài. Hallelujah. Vậy là trong danh và uy quyền của Giê-xu người Nazareth, ta truyền lệnh trong thời giờ này, tay trái của chị em ta hãy mọc dài ra để băng với lại tay phải kể từ giờ phút này, trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Trong danh của Chúa Giê-xu Christ, ta truyền lệnh trong thời này, cột sống hãy được hoàn chỉnh, hãy được hoàn chỉnh và thẳng trong thời giờ này. Các đốt xương từ xương cổ xuống cho đến đốt xương cuối cùng hãy trở lại đúng vị trí của người mà như Đức Chúa Trời đã định, trung tâm thể khỏe mạnh và được lành ngay trong thời giờ này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Ok, rồi bây giờ thử, mình sẽ kiểm soát thử cái lưng của mình như thế nào. Thấy xem cái lưng của mình đau nhất ở trên lưng còn. Thêm một điều nữa đó là 12 tháng 11 vừa rồi tôi bị té. Thành ra bị giật cái bên này, đây cái vai và cái tay này thì bị thương rất là nặng. Cảm ơn Chúa thì Chúa đỡ, thì xương không có bị bẻ hay là bị nứt, nhưng mà những cái bên đó là bị giật. Thành ra tới ngày hôm qua cũng rất là nhất. Thì khi lên đây đó nhờ sư, thì sư cầm đúng cái chỗ mà nhất á, thì cầu nguyện thì tôi cho hết liền. Và đến ngày hôm nay cũng được, không còn nhất nữa. Cảm ơn Chúa. Không, cái tay trước khi mà lên đây á thì không có giơ lên được. Nhưng mà rồi tối hôm qua tôi ngồi đây thì sư cầu nguyện xong thì tôi tập thì giơ lên được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và khi mà giơ nha, mọi khi cũng không thể dơ một chút xíu nào này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Lạy khen Chúa, chúng con xin hành động sau đây. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng ta thấy bây giờ nó bằng rồi đấy. Nếu không nói là cái tay ở bên tay trái bây giờ nó dài hơn cái tay bên tay phải. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Xin Chúa ngài ban ơn, Chúa giấu ngài đã chuẩn bị cho một thân thể khỏe mạnh rồi. Bây giờ xin Chúa ngài cho để sứ điệp mà Chúa ngài đặt để trong đời sống, là Chúa những điều mà chị em con đã từng trải ở trong cuộc đời mình, những kỷ niệm vui buồn, những kinh nghiệm thuộc linh, những kinh nghiệm trong cuộc sống, Chúa có thể sử dụng điều này để đem phước hạnh đến cho nhiều người. Xin Chúa ngài sức giàu và ban ơn để khi chị em con ra đi thì được Chúa ngài cho được kết quả trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin sức giàu quyền năng và cho chị em con nhận được sự ủy quyền của ngài ở trong uy quyền của Chúa ngài ủy quyền cho để có thể ra đi và làm nên kết quả tốt đẹp, vương quốc của Chúa được mở rộng. Nhất là Chúa, cái Chúa ngài sai cho em con đến Đài Loan, Chúa ngài cho để trong kinh nghiệm trong cuộc sống mình cũng thể giúp đỡ được những người phụ nữ đang gặp nhiều sự khó khăn ở tại xứ Đài Loan. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con là thế nhà sức giàu Chúa giàu như thần của Chúa ngự trên Đức Giêsu để có thể ra đi rao giảng tin lành của Chúa cho những người nghèo khổ. Ô là Chúa trong đời sống tâm linh của họ, thì xin thần của Chúa sức giàu một cách mạnh mẽ trên chị em con, cũng để rao giảng ra năm ơn lành của Chúa và giải cứu những người bị cầm buộc, những người ở trong sự trói buộc cũng có thể kinh nghiệm được sự tự do trong ơn của ngài. Đổ đầy sự sức giàu của Chúa, em con được kết quả trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con lạy khen ngài. Hallelujah. Thánh đổ và sử dụng cho em con cho vinh quang của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con lạy khen ngài. Trong danh Chúa Jesus. Jesus. Amen. Amen.